tối nay thứ sáu ngày 12 tháng 1 năm 2024 và trong video hôm nay thì em xin được gửi tới các bác một chiếc sập vén trơn tứ diện cổ liền cũ chất liệu bằng gỗ gụ ta Quảng Bình và đây là chiếc sập vần gần phải nói siêu đẳng cấp luôn các bạn à. và sập thì có kích thước mét 6 x 2m mặt hai lá và lá dày hai phần các bác nhé và đây là hình ảnh phần mặt sập các bác quan sát nhé Vần gần quằn quại luôn Vần gần sắc lét Thân vàng thân đen Cực kỳ sắc lét Và rõ ràng các bạn Và tôm gỗ mịn tít Chất gỗ giả đét các bác nhé Thực sự chiếc sập này Phải nói là vô cùng quý hiếm Vần gần từ đầu đến chân Các bác có thể qua trực tiếp Thì nó còn đẹp hơn cả trên hình ảnh Các bác đang xem đây Phải nói vô cùng là tuyệt vời để bác nào mà siêu tầm được chiếc sập này và chiếc sập này thì em bán giá cũng vô cùng hợp lý giá cho các bác siêu tầm là 70 triệu các bác nhé em quay tương đối là rõ ràng để cho các bác ở xa các bác không đến trực tiếp được các bác có thể thông qua hình ảnh các bác nhé và sập này thì là sập tứ diện cổ liền luôn các bác Đấy, và tư thành mặt từ lá vân đều như nhau còn xuống phần cuối đây Chân hụp không tim Chân cũng vần Dạ cũng vần đều Trải khắp luôn các bạn Và sập này thì đã được Bên em Xì sáp hoàn thiện lại Rất là bóng đẹp rồi Theo đúng lối cổ Và để những cái dịp cuối năm chuẩn bị Tết rồi Mà kê chiếc sập này Vào nhà thì rất tuyệt vời các bác nhé Cuối năm mà mua được chiếc sập đẹp về chơi Tết thì quả là không có điểm gì để chê Và các bác có thể qua trực tiếp địa chỉ Đồ Gỗ Bùi Tuấn Khu Vệ Lăng Cây Sông, Thị Trấn Phùng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Để xem tận mắt chiếc sập này các bác nhé Và các bác liên hệ qua hai số điện thoại là 083 626 4 quý 9 và số Zalo 0985 230 888 các bác nhé Và em quay tứ diện bốn mặt như nhau Đấy, các bác xem này lán lại một chút ở phần trước mặt vô cùng đẹp em phải nhấn mạnh là vô cùng đẹp các bạn và để cái mức giá em bán ra là 70 triệu thì không biết bao giờ lại gặp được chiếc giá tương tự mà đẹp được như chiếc này nó rất chi là quý hiếm các bác nhé và các bác hãy đăng ký kênh để liên tục theo dõi và cập nhật những video clip em đăng lên mới nhất và cảm ơn các bác hẹn gặp lại các bác ở những clip sau